Hello, xin chào bạn nhé. Đấy. Hôm nay mình lại tiếp tục hành trình với em ngựa, đó là đưa ngựa đi cho khách. Đây ngựa mình đây. Đó. Nhiều nhá. Anh em bạn bè có nhu cầu chăn nuôi cứ alo nhá. Cái đực Tháo Tháo. Choi nhiều, từ 1 tuổi đến dưới 1 tuổi có hết. Bây giờ ra cho em này, ra thử nghiệm em này mạch mã này nhá. Đấy, mình trắng bông rồi. Đấy, thấy chưa, được cái phát rồi, được cái phát rồi, hấn sấn ngay, thấy chưa. Đấy, đang ghẹ đấy, đang ghẹ đấy. Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy. Vâng đây nhá. Đấy, em bắt đầu cho lên hành trình cho em lên khách, quá đẹp. Cực đẹp luôn, sáng bông tít. Ngựa đẹp khác, đi dáng đi đẹp. Đây, xem luôn nhá. Trời hơi tối các bạn, giờ mới rạng sáng thôi. Nên là hình ảnh như chưa rõ nét. Đấy, lên xe ngon lành luôn. Đấy, được phát lên xe. Úi giời ơi. Thế để tót phát lên xe. Đấy, trong xe cũng sáng. Đấy, các bạn tiếp tục theo dõi nhá. Quá trình chuyển giao ngựa như nào, bàn giao ngựa nào nhé. Đấy. Các bạn vào đăng ký kênh, chia sẻ mọi người đều biết về sản phẩm bên mình nhé. Vâng nhé, anh em chúng tôi bây giờ đã đến nơi tập kết. Đấy. Hôm nọ anh đã lấy hai con, lắp bắt một con. Và hôm nay anh lại bắt thêm con nữa về chăn nuôi nhé. Đấy. Em chúng tôi đã có hai thùng nhuộm để đây, nó xô, nó dốc, nó xô. Đấy. Số hai em thùng này về bán ngựa, có cả thùng luôn, về làm phứng cho ngựa ăn nhé. Đấy. Hai thùng phi này là được bốn phứng ăn. Đấy, đây anh chủ đây, anh dắt ngựa. Ui trời, ngựa quá đẹp luôn. Ôi trời, ngựa quá trắng. Mà đã lấy được rồi nhá. Và được một em đã được phá trinh rồi. Để em này về, anh về chỉ việc đấy, ăn uống và đẻ thôi. Đây, ngựa đẹp thế. Về cung đường này là cung đường gọi là sơn thủy hữu tình. Đấy. Không sao. Đấy, qua khe suối này. Đấy, khe suối dốc rách thì mùi nước chảy gọi là mê sali luôn. Đấy, nước. Để qua cái suối nhá. Đấy. Uống nước suối này cực mát luôn. Đấy, lại lên dốc. Đây là vùng quê, vùng đất thì nó bao la, thả ngựa thoải mái luôn. Đấy, bạn nhìn xem. Đất này. Đất. Đất trời rừng núi rất chi là mát mẻ nhá. Khu vực cây gì hoa kia rất chi là đẹp. Hoa gì đấy? Không biết hoa gì. Úi, thấy chưa? Lên dốc. Mỏi chân luôn.
dốc vậy là phê thêm ở đây. Đấy, đã về đến cổng nhà anh chủ. Đấy, rồi. Đấy, thấy chưa? Đấy, em được đây. Đấy, con kia đang có chửi á, to chưa? Đấy, to luôn. Đấy, nhất thì là nhiều luôn nhá, hai con. Đấy, thấy chưa? Đây, con đổ bánh hai đây đúng không? Đây. Đấy. Con này đang có chửa. Nó hiền mà chắc nhốt cùng rồi. Đấy, em đã về ăn chuồng. Chúc gia chủ là làm ăn phát đạt, hay ăn trong lớn. Đấy. Cuối năm đẻ em bạch to. Đấy, cho gia chủ. Nha. Hai em to thì không bằng bụng kia có chửa to hơn như hôm nay. Ui, đã vào chuồng nhá. Đấy, thấy chưa? Nhiều. 25. Rồi. 25. Bụng của con này nó to hơn kia. To hơn nhiều anh. Đấy, vâng nhá các bạn nhá. Đấy, là về hai em ngựa đây. Nọ ngựa này về hôm trước. Con này về hôm nay. Đấy, hai con này cực đẹp luôn nhá. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn. Anh tuyển toàn ngựa đẹp thôi. Ai nhu cầu liên hệ với anh Quý. Đấy. Có ngựa đẹp ngay. Đây con ngựa đực đây nhá, cực đẹp, hai con. Thì tội nó hơi ngắn tí thôi. Nhưng mà đẹp. Đấy, dáng rất là đẹp. Con ngựa cái kia đã có chửa sắp đẻ nha các bạn ơi. Đấy, con này nó dài nữa. Đấy. Đây em cái đây. Đẹp luôn. Nó sắp đẻ, bụng to, phê luôn nhìn chưa? Bụng tuyệt vời. Thấy chưa? Con này tầm 2-3 tháng nữa đẻ. Đấy. Thấy chưa? Hiền, cực hiền. Đây nhá, đây khung cảnh, quang cảnh đây. Đấy, rất đẹp luôn. Phong cảnh mê ly, sơn thủy, thời tiết, không khí trong lành. Đấy, các bạn muốn mua ngựa lên đây nhé. Các anh Quý nhất thường ngựa. Video của mình đến đây là kết thúc nhé các bạn nhé. Có thể các bạn vào theo dõi, xem và đăng ký kênh nhé, chia sẻ mọi người cùng biết nhé. Để chia sẻ lan tỏa sản phẩm ngựa bên mình. Đấy, cho tất cả đồng bào cả nước. Đấy, toàn quốc biết. Đấy. Ok nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.